ok. Nào, hôm trước mình học chủ đề số 2 là gì nhỉ? Bạn Tính ạ. Ngày thứ chỉ chỉ điểm chỉ quá ok. Nào, các bạn nhìn lên bảng đi ạ. Đây là bài toán ở số 2. Mà mỗi bạn một câu nhá, xong rồi mình sẽ đọc từ từ ạ. Ok, mời bạn làm trước đi ạ. Ông muốn xin tại chỉ điểm chỉ chỉ đi chỉ chỉ điểm chỉ điểm ngộ hai thanh nhưng mà rồi là gì ạ? ông muốn bây giờ mấy giờ Ok, tiếp theo mời thông nào. 8:00 ý cơ Ý cơ ý cơ Rồi nghỉ thiên trai Nghỉ ạ, nghỉ nghỉ thiên thiên Rồi nghỉ thiên thiên chỉ điểm sang cơ Rồi, ok 3 à 8 Dạ 8 lần khắc Đúng rồi, là 8 8 lần lần 15 phút Đúng rồi, ví dụ tiếng Việt nhé là 8 lần 15 phút Ok Bây giờ Bạn bạn yêu bạn hôm nay mấy giờ lên lớp? Rồi, hôm nay mấy giờ bạn lên lớp? Ok, tiếp theo ạ. Chiếu điện nghỉ nơ Rồi, là gì ạ? 9 giờ bạn đi sáng Rồi, tiếp theo nào. của chim viên chiếu điện bụ bụ sứ bụ phân sang cơ Rồi. tôi hôm nay 6:55 lên lớp Thì mấy giờ? Thì lại ạ. À 9:55 Rồi, 9 giờ 15 phút đến lớp. Ok, tiếp theo ạ. nghỉ 9 điểm xe cơ Rồi. bạn mấy giờ tan đây Rồi. tan học Đó thì hay là gì ạ? Mấy giờ bạn tan tan học? Ok. Tiếp theo ạ. 12:30 nghỉ nơ Rồi, là gì ạ? 10 giờ Dạ, 12. Dạ. 12 giờ Bắt Bây Đúng rồi, là 12:30 đấy ạ. Rồi, ý là sao? 12:30 tan học, bạn thì sao? Ok, tiếp theo nào. Mời này nào. giờ sư Rồi, là gì tôi ạ? Đúng vậy, tiếp theo mời hai nào. Trung ngủ của mân y chỉ chưa phan ba Tốt, rồi là gì ạ? buổi trưa chúng mình cùng nhau đi ăn cơm Ok, rồi. họ của mân chưa sớm mơ được Được. chúng mình ăn cái gì Đúng rồi, chúng mình ăn gì? Chúng mình ăn gì nhỉ? Đúng, ok, tiếp theo ạ. chư trung quốc trại của chữa Đi ạ, em đi lại là gì? mua chữa Rồi, mua hoa chữa chữa tháng của trại ba Rồi, là gì ạ? ăn món trung quốc hoặc là món trung quốc nhỉ Em đi ạ, món gì? à hàn quốc nhỉ Rồi hảo trung ngủ 12:30 trại xế chào mấn khẩu chuyện Rồi là gì ạ? được 12:30 chữ 30 phút trưa cổng trường đợi Gặp ở cổng đúng trường. Ý là sao ạ? Đây ạ. 12:30 trưa nay đúng không? Trưa buổi trưa đấy. Mình gặp ở cổng trường nhé. Hình dung không ạ? Rồi, tiếp theo ạ. 12:30 chia Đúng rồi. À, từ từ. 12:30 chạm. Là gì ạ? 12:30 gặp Đúng rồi. Đó. Hẹn nhau là 12 giờ gặp đấy. Vâng. Nào mình vào sao ạ? Bài. Đi đây ạ. Đúng nhá. Bạn nào đúng sai nhá. Vâng. Câu số 1 nào. Mời lại nào. Dạ, em đọc lên đi. Em đọc lên gì kia đi ạ? Xin trai chiếu tiện Rồi, là gì ạ? bây giờ 9 giờ Rồi, tuệ phải sư chua chua Quay sớm mơ Xin trai 3 điểm ý cơ Rồi, là bao nhiêu đây ạ? là 8:15 phút Rồi, ok, tiếp theo nào Câu số 2 chi thiên tha mân đâu Đâu? đâu cửa Đúng rồi, là gì ạ? hôm nay họ đều có tiết Đúng rồi, có tiết học đấy ạ Rồi, tuệ tuệ phải sư, đúng tuệ Đây. Đây. Rồi, tiếp theo câu số 3 nào. San. Hà gì? Không Tha mân chi thiên quảng sa đi chỉ chư phang Rồi, là gì ạ? Tuệ phải sư, chua. chua Chua, quay sớm mơ.
他们中午我们一起吃饭吗？吃饭。对，今天呢，搞什么呢？他们今天一起去韩国站。对，那第二，你在哪？hôm nay他们哪？họ họ ăn gì ạ in chỉ là gì họ cùng ăn món Hàn Quốc đúng rồi đây phải chơi chua chua quay sớm mà nào là gì ạ Người ta mang chi tiền Chứ Trung Quốc Chạy Đâu đâu là mình có Trong đấy không có thông tin Hiểu không ạ? Đó, trong các bản thông tin họ chỉ nói là gì ạ? Chúng là ăn Đúng không? Rồi ăn món Trung Quốc hoặc món Hàn Quốc Rồi, thế thì câu này thì trả lời là gì? Vì Vì sao ạ? Họ họ ăn ý là sao là các em chưa học đến cái đoạn biểu đạt đúng không mình bây giờ mình sẽ nói là gì bởi vì因为 他们吃打算đó ý là sao打算là dự tính đó dự định đó nhưng mà thôi mình chưa học thì mình nói là gì ạ 他们 gì ạ chứ Trung Quốc tại hoặc là hình không ạ hoặc là thì thể cái sự không ạ không chắc chắn đấy vâng Bù ý định là gì ạ là nhất định đấy và không nhất định ăn là một cái món miệng một cái món ăn ăn cuối lại ok bạn đã hiểu chỗ này chưa ạ bởi vì nó không có thông tin là gì ạ là họ đi ăn cái món Hàn Quốc này họ chỉ nói là gì hỏi là gì ạ trưa nay ăn món này hoặc là món kia thôi mà rồi nào tiếp theo mình trả lời câu hỏi ạ nào cho anh câu số 1 nào hiện tại 几点 ăn rồi là gì ạ hiện tại 8 điểm rồi tiếp theo ạ tiếp theo Nguyễn Cô Quấn Chính Thiên chỉ tiện sang cửa rồi là gì ạ đó em trả lời đi ạ Cô Quấn Chính Thiên 9:55 phân sang cửa sang cửa